Minasan konnichiwa, Cosmos Nozomu desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc hiểu số 4 trong sách Try N2 nhé các bạn. Ở bài số 4 này chúng ta sẽ cùng nhau luyện về cách nghe Niusu Kiku. Và nội dung cụ thể hơn đó chính là Taifu Choho, thông tin về cơn bão. Thông tin về dự báo thời tiết, đặc biệt là bão, chắc là các bạn gặp rất nhiều trên các bản tin thời sự cũng như là đài radio rồi đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập nghe nhé. Nội dung hôm nay thì có khá nhiều những cái từ mà hay dùng, hay gặp phải và rất hay thi trong N2 nữa. Chúng mình cùng nhau cố gắng theo dõi này. Trong kỹ năng tập bài thì có một cái phần rất quan trọng, đó là để ý các liên từ, hay nói cách khác là các từ nối. Ví dụ như là tsugi wa, hay là mata, mặt khác, cái điều gì đó, hay now, thêm một nội dung nào đó, hoặc ở đây là vào kore kara. Đó. Thì với những cái từ nối này, nó sẽ giúp cho chuyển ý của câu, đặc biệt đây là trong văn nói. Trong văn nói, trong một cái, mình hiểu là một cái bangumi hoặc một cái bản tin nào đó. Cho nên là các từ nối sẽ giúp cho chúng ta hình dung ra đại ý của cả bài. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng mình cùng tìm hiểu cụ thể từng câu một nhé. 次は台風関係のニュースをお伝えします。Bởi vì họ là người nói và họ phải kiêm nhiều ngữ, cho nên 伝えます sẽ chuyển お伝えします。Tôi sẽ truyền đạt gửi đến quý vị cái gì đây? Gửi đến quý vị về news, về bản tin liên quan đến cơn bão. 非常に強い台風5号は8月1日15時には日本の南海上にあって1時間におよそ 30km の速さで北東に進んでいます。câu này chúng ta thấy rằng là sao? Có にあって nằm ở đâu đó và nó 進んでいます。và cái gì đây ạ? Đang nói về cái gì? Đúng rồi. Đang nói về cái gì thì chúng ta thấy trợ từ và ở đây và biết ngay đó là Taifu Gogo, là cơn bão số 5. Là cơn bão số 5 có một cái đặc điểm là hijoni tsuyoi, cơn bão số 5 vô cùng mạnh. Thì nó có đặc điểm số 1 và đặc điểm số 2, cùng nhau dịch nhá. Nó đang ni atte ni arimasu. Ni nằm ở trên, jo là ue, trên minami kaicho, nằm trên biển phía nam của Nhật Bản. Và cái đó được xác nhận vào thời điểm lúc 15 giờ ngày 1 tháng 8. Và cơn bão ấy đang thế nào? Đang susun deimasu, đang tiến về phía Hokuto Đông Bắc de, nani nani de, với một hayasa, với một cái tốc độ là 30 km/h. Nhưng chú ý nhé, oyoso là khoảng 30 km/h. Thì đó là đặc điểm của cơn bão. 次ね、中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は35メートルです。中心の気圧は945ヘクトパスカル。だ。và tiếp theo là 風速は có đặc điểm này. Áp suất không khí ở vị trí trung tâm đó chính là 945 ヘクトパスカル。ヘクトパスカル này chắc là các bạn cũng biết rồi, đó là đơn vị đo áp suất. 風速 ở đây là tốc độ gió. Tốc độ gió này là tốc độ gió tại cái thời điểm mà sai đài lớn nhất, cao nhất ở gần trung tâm. Fukin, đó là gần thôi, gần trung tâm, đó là 35 mét. Tiếp theo này. Kongo, taifu wa sukudo hayame tsutsu higashi ni susumu to yosou saremasu. Ở đây có xuất hiện tsutsu này thì thực chất nó sẽ là bằng với anh nagara, verb masu nagara. Cho nên cách dùng cũng tương tự, verb masu cộng với tsutsu, nghĩa là vừa. Thì cái gì vừa ở đây chúng mình nhìn thấy nhá, là taifu và cơn bão vừa thế này, vừa thế này. Và tất cả những cái nội dung này là đang được yosô thôi, đang được dự đoán. Thì cái cơn bão này thì sau đó không gộ là từ nay về sau á, thì đang là được dự đoán rằng nó sẽ hayame, nó sẽ càng ngày càng nhanh và nó sẽ tiến về phía đông. Tsugi, genzai Okinawa o chushin ni bofuiki ni hari,広範囲にわたって強い雨が降っています。現在、沖縄を中心に暴風域に入り、は何々降っています。tại hiện nay trong thời điểm này thì cơn bão đã làm sao ạ? Cơn bão nhá, chúng mình dịch vế đầu tiên luôn. Cơn bão đã bắt đầu vào 暴風域, vào cái vùng hay là nói cách khác là khu vực mà
có vị trí trung tâm là Okinawa. Chúng mình hiểu rằng là đây là Okinawa. Đây là Okinawa. Thì đó là cơn bão bắt đầu xâm lấn vào cái khu vực này. Có vị trí trung tâm là Okinawa. Và làm sao nữa? Và đang có tsuyui ame gafutemasu. Đang mưa lớn. Mưa lớn. Làm sao ạ? Mưa có đặc điểm gì? Kohai ni watate. Khoảng phạm vi. Nghĩa là trên một cái phạm vi vô cùng rộng lớn. Nghĩa là mưa lớn trên một diện rộng. Như watate này thì nó sẽ mang nghĩa là danh từ như watate để thể hiện rằng là suốt một khoảng thời gian hoặc là suốt một cái khu vực. Tsugi, mata, Kyushu engan kara Shikoku ni kakete nami mo takaku natte kiteimasu. Ở đây xuất hiện một cái đặc điểm mới, đúng không ạ? Chúng mình sẽ để ý thấy rằng trợ từ mo. Mo ở đằng trước mo đây là nami, là sóng. Sóng thì có đặc điểm là đang takaku natte kiteimasu, đang dâng cao. Và sóng dâng cao ở những khu vực nào thì chúng ta thấy xuất hiện này. Kara và kakete. Từ engan là bờ biển. Kyushu cho đến Shikoku. Đó, mặt khác thì từ khu vực bờ biển của Kyushu cho đến Shikoku thì sóng cũng đang dâng cao. Natte kuru, vokte kuru. Để thể hiện sự thay đổi đến thời điểm hiện tại. Tsugi, taifun no seki ni tomonai. Kyushu nanbu o hajime, kaku chiiki ni oame kozui chuii hou ga dasarete imasu. Ở đây chúng ta thấy có đến nói đến về ni tomonai, một mẫu câu của N3 cùng với danh từ ni tomonai. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cùng với cái taifun no seki, đúng không ạ? Thì có một cái oame kozui, kozui ở đây á, chứ không phải kozui. Kozui thì lại là hương thủy, là nước hoa, còn đây là hồng thủy thì lại là lụt, lại ngập lụt ạ. Ngập lụt do mưa lớn, đúng không ạ? Ngập lụt do mưa lớn ở các chi kỷ, ở tất cả các địa phương mà đầu tiên tiêu biểu đó là phía nam của Kyushu. Đó. Thì có một cái chui hồ đã được dasarete imasu. Đã có một cái thông báo chú ý đã được đưa ra, cảnh báo được đưa ra về cùng với sự tiếp cận đến hoặc là cơn bão tiến đến gần. Thì cùng với đó sẽ là ngập lụt mưa lớn trên khắp các địa phương. Đầu tiên phải kể đến đó là phía nam của Kyushu. Kore kara ashita no akegata ni kakete, kyokuchi teki ni 1 jikan 70 mm no tsuyoi ame ga furu osore ga arimasu. Ở đây chúng ta thấy rằng kore kara ne, từ giờ trở đi cho đến asu hoặc ashita no akegata. Akegata đó là cái lúc mà bình minh á. Đó, cho đến bình minh, người ta hay dùng kara kakete. Đó. Thì cho đến lúc bình minh sẽ có một cái gì ga furu osore ga arimasu. Osore ga arimasu đó là e rằng, e sợ rằng, quan ngại rằng. Và chúng tôi e ngại rằng là sẽ mưa lớn. Mưa ở đây là khoảng 70 mm trên một giờ, trên mang tính cục bộ. Taifu no shindo ni ataru chiiki dewa kyofu to tomo ni kasen no zousui ni mo o chuii kudasai. Ở đây là một lời kêu gọi chú ý. Nếu mà bình thường thì chúng ta nói là chui shite kudasai, nhưng ở đây là gì? Rất là kính ngữ. Go chui kudasai. Go o verb kudasai. Chú ý đến cái gì thì nó sẽ đi với nhiều màu. Chú ý đến kyofu, đó là gió lớn, gió to, cùng với cái dô suy, đó là cái dâng cao của nước, nước của sông. Hà xuyên, đây là hà xuyên đúng không? Của sông. Đó. Thì cùng với anh này Totomoni thì chúng ta phải chú ý đến hai điều này nhé. Và cái điều cần phải chú ý này thực hiện ở đâu? Ở đâu ạ? Ở những cái chi kỷ, những cái địa phương mà ni ataru nằm trúng trên cái con đường của bão đi, xin lộ. Tiến lộ là con đường di chuyển của bão. Thì ở tại các địa phương trong khu vực mà bão di chuyển hoặc bão đi qua, thì xin hãy chú ý đến gió lớn kèm với mực nước sông dâng cao. Câu cuối cùng này. Nào, bofuiki ni haita Okinawa no yosu wa chūkei ga tsunagari shirai bangumi no naka de utsutai suru yote desu. Đây là một lời kết ở cái đoạn này. Nào, mặt khác, yote desu. Tôi dự định sẽ utsutai suru, sẽ truyền tới, sẽ gửi đến quý vị. Gửi cái gì đó thì nani nani o tsutaeru. Hoặc nếu không có thì lúc đấy nó đã được chuyển sang là wa. Chuyển tới cái này, cái vô sự này, cái tình hình của Okinawa mà đã nằm trong bofuiki, nằm trong khu vực mà bão rất là mạnh, mà Okinawa nằm trong khu vực bão mạnh này, thì tình hình của Okinawa đó chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong bangumi no naka, trong chương trình này. Sau khi làm sao ạ? Ở đây nó xuất hiện là shirai.
Shirai này nó sẽ mang nghĩa là nani nani te kara suru. Đó là sau khi mà chúng tôi tsunagari kết nối được với chuke. Chuke nghĩa là kết nối được với truyền hình trực tiếp. Sau khi kết nối với truyền hình trực tiếp thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị về hiện trạng hay là tình hình của Okinawa trong tâm bão lúc này. Và đó chính là toàn bộ nội dung nói về tai phu Joho. Trong bài này thì có khá nhiều những cái từ mà liên quan đến thời tiết hay gặp và hay thi. Nên là hy vọng là các bạn sẽ cố gắng ghi nhớ. Ví dụ như là bản thân cái từ kiatsu hay là saidai shunkan thì saidai tách riêng, shunkan tách riêng và fusoku cũng tách riêng. Chứ ít khi người ta hỏi cả cụ. Hay chushin fuki, sokudo, tốc độ, kohangi, engan, bờ biển, shikoku là địa phương, nami, sóng, các chi kỷ, kozui nhá, chứ không phải kozui đâu ạ. Hay akegata, kyoku chi teki ni, mang tính cục bộ, shiro, tiến lộ, đường đi. Đường đi này dùng cho bão, cho người, cho sự nghiệp đều được. Kyofu, kassen, nozousui, chuke và bangumi. Đó là một số từ mới mà các bạn nên lưu ý trong bài này nhé. Phần luyện tập liên quan đến ngữ pháp và từ vựng các bạn có thể ôn tập trên website N2 của Học tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo. ご清聴ありがとうございました.